Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đối với lại với kênh tên là Kiss. Đây, mình sẽ quay sơ lại những món hàng còn của shop nha. Các bạn thấy không nữa? Không biết nhờ các bạn có đi bảo Bảo ơi, Việt Nam thắng không nữa. Bạn nào bị thì bạn nào có đi thì comment bên dưới cho mình biết nha. Jelly bịch nhỏ dây 500 đồng nè, cũng thích cái bịch trắng 1k. Thứ hai là món các bạn thích là các bạn hay kêu mình bán là trứng sủi. Đây trứng sủi ngẫu nhiên nha, một hộp bịch như thế này 90k. Tiếp theo dụng cụ làm slime, cham, cham ngô sao 1k một viên, cham thỏ, chiếc cham hồn, cham hồi chỗ chiếc cham chiếc kỳ là 2k một viên, cham tròn này 1k một viên luôn, kim tuyến. Bịch như này là hình như là để xem 5k một chai, các bạn mua hết như là 28k, là em đi có 5, 6. Ủa, thứ 7 là 28k. Thế là mình sẽ bán lẻ này, này mình chọn ra món này, này mình bán được. Thế là cướm, cướm cầu vồng làm 5g 10k. Tiếp theo là xốp. Xốp thì có bịch lớn, xốp mini nè là 4k, còn bịch nhỏ 2k. Mọi kỳ mấy cái bịch bự nhưng mà màu trắng là 5k thôi nha. Đây là cũng như cũ như là mochi 15k. Nếu mà các bạn mua sỉ là 12k nha. Tiếp theo là tăng con cho tầm nhỉ. Giết mình có loại mắt kính 8k đồng giá nha bạn. Chìa khóa nè, hút chiêu miệng nè, hút cái cặp quen nè, hút gấu brown nè, hút dây hộp giấy nè, gấu đỏ nè, muốn súng. Ok, và mình đã quên cái nữa, đó chính là trộm xương chó. Mình đã trộm chó đã có mặt về của chúng mình có miên shop rồi nha. Đây là loại của mình chứ không phải là giống của chị Thơ là nó hình nhỏ mà sẽ quay sơ. Cái này là mình không có bán, mình không có nói là chị Thơ bán hàng giỏ gì hết, nên là các bạn đừng có tưởng mình bán hàng giỏ. Đây là hàng của Bad Dog nhé. Đây Bad Dog, đây, con chó bị thủ chết nè. Đây mình sẽ lấy cho các bạn coi. Mình làm thấy mình chết rồi. Ok, thì gỡ ra đầu tiên, khi mà các bạn gỡ ra thì các bạn sẽ thấy một con chó. Và cái này mình đã mở rồi. Đây. Đây nha. Em đây. Còn tới giờ mình đây. Đó. Em. Ở đây cũng là bình lắp luôn nha các bạn. Nè, bình lắp. Mình sẽ thử nha, nhưng mà là sẽ không cái đồ đất bịch xương và một thẻ bạc và một thẻ sử dụng. Ok chơi thôi, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đó các bạn thấy chưa, nước chơi rất là lớn luôn, mình vừa mở nha. Đó các bạn, em như thế mà 200k là quá rẻ. Bét đóc, hàng của Bét đóc nha. Cái hàng nào có gì không, mình hết hàng. Cái này mình sẽ để trang trí và mình sắp chuẩn bị lấy về rồi.
chị hàng của bếp lắm, rất là nổi tiếng luôn. Đây, nếu mà bạn nào có loại shop, hôm bữa cũng có một bạn đến loại shop mình vào hỏi bạn ơi, bạn có bán ok trồng xương chó giống chị Thơ không? Mà mình nói mình không có bán, mình chưa có nhập về. Đây, à quên nữa, phía xếp hàng, những hàng như cũ 40k. Ok, và bây giờ video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để nhé. Bye bye. Mọi ơi, các bạn muốn mua hàng hãy lên Facebook, mình có thể lên bên dưới qua cái bình luận để cho các bạn nha. Đây, trứng sữa còn có cái thôi.